Xin chào tất cả các bạn. Hãy cùng Lương Gia đến với chương trình Team Building ở bãi biển Sầm Sơn. Đồng hành cùng chúng tôi hôm nay đó là công ty Zenith và Gosu. Xin mời các bạn cùng đến với những hoạt động chính của chúng tôi trong ngày hôm nay.